Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng. Tập 131, chương 1301, đưa gió đông tới. 1. Đáng chết, lão Long Vương chết thật không đúng thời điểm. Sớm không chết, muộn không chết, lại cố tình chết lúc này. Sao ta lại cảm thấy cái chết của hắn thật không bình thường? Nói thừa, đây mà là bình thường thì mới là có quỷ. Ngụy đại nhân, ngươi và lão Long Vương từng tiếp xúc, hắn giống con rồng sắp chết sao? Mọi người nhìn về phía Ngụy Quân, nhưng vừa thấy sắc mặt của Ngụy Quân, không cần Ngụy Quân trả lời, bọn họ cũng biết đáp án, quả nhiên có kẻ nhúng tay. Phiền toái rồi, toàn bộ kế hoạch đều phải làm lại một lần nữa. Hiện tại vấn đề mấu chốt là lão Long Vương đến cùng là chết như thế nào? Có phải bởi vì hợp tác với chúng ta nên mới tạo thành đường chết cho hắn? Nếu bởi vì hợp tác với đại càn lão Long Vương mới chết, vậy cục diện sẽ càng không xong. Tình huống bọn họ gặp phải cũng phức tạp hơn, Ngụy Quân nghĩ còn nhiều hơn bọn cơ soái. Cơ soái bọn họ chỉ hoài nghi Long Cung nội loạn, hợp tác cùng Tây Đại Lục giết Long Vương diệt khẩu. Nhưng Ngụy Quân còn có một lo lắng khác, không phải là tiện nghi sư phụ ra tay chứ? Khi hắn xuất hiện, đã dùng bàn long côn uy hiếp lão Long Vương, lần đó thật ra có chút đả kích. Lão Long Vương cũng không bị bàn long côn dọa, hắn chỉ bị sự uy hiếp của Ngụy Quân dọa, mà uy hiếp của Ngụy Quân đến từ tin tức mà Ngụy Quân tiết lộ. Vốn dĩ Ngụy Quân không nên biết chuyện này, là do ký ức của Thiên Đế đã tạo ưu thế cho hắn, cho nên tương đương với việc mở con lăn nghiền ác. Ngụy Quân đã mở đầu, cũng chẳng khác nào sử dụng vũ khí hạt nhân, cho nên tiện nghi lão sư của Ngụy Quân cũng đả kích một lần, chuyện này hoàn toàn hợp lý. Chẳng qua Ngụy Quân không cảm nhận được uy lực siêu việt nào đáp xuống Long Cung, bằng không Ngụy Quân đã sớm có phản ứng, sẽ không chuyện đã tới trước mặt mới ý thức được lão Long Vương đã chết. Hắn hít sâu một hơi, Ngụy Quân tạm gác tạp niệm ra ngoài. Vô luận lão Long Vương chết như thế nào, đối diện với sự thật mới là quan trọng nhất. Do dù là tiện nghi lão sư ra tay, vậy cũng nên dừng ở đây thôi. Nếu tiện nghi lão sư dám được một tấc tiến một thước, Ngụy Quân sẽ lật bản. Hiện tại mà nói, tất cả đều có thể khống chế. Dù sao lão Long Vương cũng không phải là rồng của hắn. Chết một lão Long Vương cũng không kích thích đến điểm mấu chốt, chỉ quấy rầy kế hoạch của đại càn mà thôi. Bọn họ cần lập ra kế hoạch tác chiến một lần nữa. Bảo Tử Long đến đây, cơ soái nhanh chóng đưa ra quyết định, gửi tin tức cho Tử Long, bảo nàng lập tức đến đây. Không đúng, bảo người ta nhanh chóng dẫn theo nàng đến đây, bằng không hắn sợ Triệu Vân sẽ lạc đường. Chúng ta cần có người có thể cầu thông được với Long Cung, có được tình báo của Long Cung, cơ soái nói. Lập tức có người liên hệ với Triệu Vân. Lập tức có người liên hệ với Triệu Vân. Ca vị, chúng ta không thể để cho Long Cung thành kẻ địch của đại càn chúng ta. Chuyện ở Trấn Tây Thành tuyệt đối không thể lại xảy ra. Chúng ta nhất quyết phải giải quyết phiền toái này. Mọi người có ý tưởng gì? Sắc mặt cơ soái ngưng trọng. Kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Lão Long Vương vừa chết đã quậy rối tung tất cả kế hoạch của bọn họ. Nhưng hiện tại không có thời gian để oán hận. Bọn họ cần đưa ra biện pháp mới để giải quyết. Cơ soái, đầu tiên chúng ta cần điều tra rõ ràng lão Long Vương đã chết trong tay ai. Không có thời gian nữa rồi. Cơ soái lắc lắc đầu rồi nói, Nguyên Minh Chủ rút khỏi, khẳng định sẽ ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch của Hải Hậu. Nhưng nàng lúc nào cũng có thể phát động công kích. Chúng ta không có thời gian tiếp tục trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vậy chúng ta trực tiếp úp cái nồi này lên đầu Tây Đại Lục. Người nói chuyện là Tô Lang gia, vô luận chân tướng là gì. Tóm lại, chẳng sợ lão Long Vương bị Long tộc đâm đao mà chết, hoặc là hắn trực tiếp chết ra, chúng ta cũng phải úp cái nồi này lên đầu Tây Đại Lục. Chậm rồi, Ngụy Quân nói. Tô Lang gia nhìn về phía Ngụy Quân. Ngụy Quân trầm giọng nói, chuẩn bị nghênh địch đi. Ngay sau đó, quân đội đại can lập tức phản ứng lại, bởi vì mặt biển phía trước hiện lên mấy chục cái đầu rồng, còn có vô số tôm binh cua tướng. Một lát sau, vang lên tiếng rồng ngâm thấu tận mây xanh. Tiểu nhân đại càn giết chết Long Vương, vì Long Vương báo thủ, vì Long Vương báo thủ, vì Long Vương báo thủ. Long Cung chủ động khởi xướng tấn công đối với quân đội đại càn. Đại càn một phương không ít người đều muốn chửi má nó, cái để không đợi bọn họ lập ra kế sách, Long Cung đã ra tay trước. Mấu chốt nhất là chuyện này hoàn toàn không phù hợp. Long Cung đương nhiên rất mạnh, nhưng chẳng lẽ bọn họ ăn chay sao? Lần này Long Cung đồng loạt tấn công, không hẳn là tự sát, nhưng giết địch 1.000 cũng sẽ tổn hại 800,
chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Loại trận này, chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ không đánh. Cơ soái Long Cung có điểm không thích hợp. Bọn họ điên rồi sao? Không nắm chắc đã muốn đánh hạ chúng ta. Hay là bọn họ nghĩ rằng, chúng ta không dám đánh. Cơ soái, đánh không? Nói lời thừa, đương nhiên đánh. Cơ soái cắn răng nói, hiện tại rút lui, đám tôm cá này sẽ ngày càng cản rỡ. Phải đánh bọn họ đau, bọn họ mới biết được lợi hại của chúng ta. Đánh cho ta, ít nhất cũng phải đánh chết một lần. Đợi một chút, ngụy quân ngăn cản cơ soái. Cơ soái, hiện tại không thể đánh, có ý gì? Nếu hiện tại đánh, sẽ thật sự lưỡng bại câu thương. Chương 1302, đưa gió đông tới. 2. Ta biết, nhưng không đánh thì chỉ có chúng ta bị thương. Cơ soái không phải không rõ việc đánh trận nhất định phải bỏ đi lợi ích. Vấn đề hiện tại chính là đại càn không thể lui. Một khi lui, Long tộc sẽ tiến quân thần tốc, đại càn sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Liều mạng với Long cung đương nhiên sẽ chịu thiệt, nhưng có khả năng làm kinh sợ Long cung, để bọn họ không dám làm việc quá phận. Còn có cơ hội, ngụy quân lấy ra bàn Long côn. Đại càn phải cảm tạ thánh nhân, có ý gì? Bên trong bản Long Côn vẫn còn một tia thần thức của Long Vương, có thể chống đỡ thời gian một ngày. Đây là thủ đoạn của thánh nhân. Bọn cơ soái có chút ngơ ngẩn. Ngụy đại nhân, ngươi nói rõ một chút. Hiện tại Long Cung xác nhận lão Long Vương đã chết, chuyện này không thể giả được. Lão Long Vương khẳng định đã chết, nhưng bàn Long Côn là một phần của lão Long Vương. Thánh nhân không diệt toàn bộ sinh mệnh của thứ này. Chỉ cần nho ra có tu vi bán thánh là có thể kích hoạt để lão Long Vương một lần nữa khôi phục sự sống. Không đợi bọn cơ soái thể hiện vui mừng, ngụy quân liền tiếp tục, đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là một tia thần thức của lão Long Vương, hơn nữa rất nhanh sẽ biến mất. Đợi lát nữa ta dùng bàn Long Côn đem thi thể của lão Long Vương lại đây, sau đó khống chế thân thể lão Long Vương, tranh thủ một chút thời gian cho đại can. Nhớ kỹ, chỉ có một ngày, sau một ngày lão Long Vương sẽ hoàn toàn chết, bàn Long Côn cũng sẽ mất đi tác dụng. Lúc trước ngụy quân dùng bàn Long Côn uy hiếp lão Long Vương, dùng đồ của lão Long Vương đi bố cáo với thiên hạ. Uy hiếp đó thật sự tồn tại, lão Long Vương cũng thực sự bị dọa. Nhưng hiện tại lão Long Vương đã chết, những con rồng khác chưa chắc biết quy củ Long tộc, lấy thứ này không uy hiếp được bọn họ. Hơn nữa, nếu muốn thực hiện uy hiếp kia, không tốn mấy trăm một ngàn năm quả thật không thấy được hiệu quả. Ngụy quân cũng không có thời gian hao phí ở Long tộc, càng đừng nói đại càn có thể chống đỡ mấy trăm một ngàn năm hay không. Có chống đỡ được 10 năm hay không cũng đã là một vấn đề. Cho nên ngụy quân quyết định hiến tế bản Long côn, dùng bản Long côn để tranh thủ cho bọn cơ soái thời gian một ngày. Đừng, ngụy quân cũng có tư tâm. Cơ soái, người hãy nghe ta nói, lão Long Vương có nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Một tia thần niệm ta căn bản không thể khống chế hoàn toàn, cho nên ta phải dùng toàn bộ thần hồn nhập chủ mới có thể sai sử nhục thân của lão Long Vương. Như vậy mới có thể giấu giếm được những con rồng khác ở Long Cung. Sau khi ta nhập vào thi thể lão Long Vương, bình ổn được trận chiến này, đến lúc đó ta sẽ tụ tập Long tộc phản đối đại càn chúng ta lại, sau đó phát tín hiệu cho các ngươi. Không cần do dự nữa, hiện tại xem ra Long tộc đã trói chặt cùng với Tây Đại Lục, hoặc rõ ràng đã bị Tây Đại Lục khống chế. Cơ soái, dùng biện pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề, dùng hỏa lực oanh tạc, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, khi giết bấy nhiêu. Sau đó các ngươi tiếp tục kế hoạch lúc trước, đến lúc đó nâng đỡ Tử Long công chúa thượng vị, để cho Long cung một lần nữa thành minh hữu của chúng ta, không cần cố kỵ an toàn của ta. Lão Long Vương vừa chết, ta sẽ trở về thân thể của chính mình. Nói xong lời này, ngụy quân trực tiếp thông qua hạo nhiên chính khí của mình là môi giới, kích hoạt tia thần thức cuối cùng của lão Long Vương trong bản Long Côn. Một lát sau, mặt biển nháy mắt yên tĩnh lại, mấy con cự long xung phong đầu tiên đều kinh nghi bất định dừng lại thân mình, mà Long Cung sâu trong đáy biển lại bắt đầu chớp động hẳn lên. Một cỗ uy áp của Long Vương tràn ngập toàn bộ biển lớn, là khí tức của Long Vương. Long Vương chưa chết, Long Vương sống lại rồi, không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy Long Vương qua đời, đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Long Vương đã qua đời, chúng ta tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả được. Long tộc bắt đầu nảy sinh hoài nghi, mà chuyện làm cho bọn họ càng thêm hoài nghi rất nhanh đã xảy ra. Một con rồng thật lớn bay ra từ sâu Long Long Cung, xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Đây rõ ràng là thi thể của lão Long Vương. Nhưng ngay sau đó, lão Long Vương mở long nhãn, cảnh tượng quỷ dị làm cho trong lòng rất nhiều tộc lão Long tộc run rẩy. Rồng dọa rồng cũng có thể hù chết rồi, bọn họ suýt chút thì bị hù chết. Ngươi là quỷ rồng sao? Có con cự long theo bản năng mở miệng, sau đó lão Long Vương trực tiếp dùng móng vuốt hất bay hắn, làm càn, long khí hộ thể, tà ma tránh lui, yêu ma quỷ quái gì có thể đến gần thân thể Long tộc chúng ta.
Thanh âm của Lão Long Vương chấn động khắp nơi, uy áp của Long Vương toàn lực nở rộ, không ít long tộc đã bắt đầu lạnh run, thần phục dưới uy nghiêm của Lão Long Vương, rất nhiều long tộc bắt đầu hưng phấn, Long Vương không chết, Long Vương còn sống, Long Vương vạn vạn tuế, nếu kêu Long Vương vạn vạn tuế, chẳng phải là mắng Long Vương, lấy thực lực của Long Vương chỉ sống vạn năm thì thực là đoản mệnh. Lão Long Vương đột nhiên sát chết vùng dậy, làm cho Long Cung trở tay không kịp, mà Ngụy Quân cũng không cho Long Tộc quá nhiều thời gian tự vấn. Hắn không kiêm nể dùng thân thể của Lão Long Vương phát ra uy áp, sau đó tiếp tục mở miệng, đều trở về đi, bổn vương còn chưa chết đâu, không lấy lấy danh, thay bổn vương báo thủ để khai chiến với Đại Càn. Chuyện này chắc chắn có âm mưu lớn phía sau. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân tử thấy chết không sờn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top, chương 1303, Tuyết Thân Vương, 1. Nghe được, Lão Long Vương nói như vậy, trong lòng không ít long tộc dao động, mà cao thủ long tộc chung với Lão Long Vương mở miệng hỏi trước tiên, Long Vương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Quân cười lại nói, có dòng vội vã muốn thay thế vị trí của bổn vương, cho nên âm thầm xuống tay với bổn vương, hơn nữa, sau lưng con rồng này, còn có bàn tay sau màn. Hiện tại bổn vương chưa thể xác nhận bàn tay sau màn là Đại Càn hay là Tây Đại Lục. Tóm lại, chờ bổn vương điều tra rõ ràng rồi nói sau. Hiện tại về Long Cung trước, Ngụy Quân không trực tiếp úp cái nồi này lên đầu Tây Đại Lục. Như vậy rất dễ khiến Long tộc hoài nghi, cũng không có lợi cho việc phát triển kế hoạch của hắn. Bỏ Đại Càn và Tây Đại Lục vào phạm vi hoài nghi như vậy, có thể tăng cường tính thuyết phục của hắn, cũng thuận tiện để hắn tập hợp lại những long tộc phản đối Đại Càn. Lão Long Vương đột nhiên sống lại, còn ở trước mặt bao người, mọi người bao gồm cả rồng đều cần tiêu hóa tin tức thật lớn này, cho nên Lão Long Vương muốn về Long Cung trước, long tộc cũng không có ý kiến. Một lát sau, tất cả long tộc, bao gồm binh tôm tướng cua của Long Cung, cũng đều chậm rãi chìm vào đáy biển. Quân đội Đại Càn luôn cảnh giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mọi người nhìn về hướng Cơ Soái, Tô Lang ra trần trừ nói, Cơ Soái, Ngụy đại nhân bảo không cần cố kỵ an toàn của hắn, Lão Long Vương vừa chết, hắn sẽ trở về thân thể của chính mình, đây là thật sao? Đương nhiên là giả. Giọng điệu Cơ Soái 10 phần phức tạp, hắn nhìn về phía thân thể Ngụy Quân đang ngã vào lòng nữ nhi của mình, các ngươi không phát hiện sao? Thân thể Ngụy đại nhân đã hoàn toàn mất khí tức, lúc này thần hồn của Ngụy đại nhân đã tạm thời nhập vào trong cơ thể Lão Long Vương. Chúng ta giết chết Lão Long Vương chẳng khác nào giết chết Ngụy Quân. Cơ Soái, Ngụy Quân không thể chết được. Người nói chuyện là Cơ Lăng, một Lão Long Vương đổi một Ngụy Quân rất không đáng giá, ta biết, nhưng đây là yêu cầu của Ngụy Quân. Cơ Soái nói tới đây không khỏi cười khổ ra tiếng. Ngụy đại nhân vẫn luôn không quý trọng sinh mạng mình như thế, chỉ quan tâm đến lợi ích quốc gia. Hắn muốn lấy cái chết của mình đổi lấy ưu thế áp đảo của Đại Càn với Long Cung. Ngụy đại nhân thực là một người yêu nước. Cơ Soái, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm theo lời Ngụy đại nhân nói sao? Đó là biện pháp có khả năng thành công cao nhất. Hơn nữa, Ngụy đại nhân đã muốn làm, nếu chúng ta không phối hợp với hắn, sẽ khiến những hy sinh của Ngụy đại nhân hóa thành bọt nước. Cơ Soái nắm chặt hai nắm đấm, cất lời có chút khó khăn. Chẳng lẽ không có biện pháp vẹn cả đôi đường sao? Mọi người đều không cam lòng. Đương nhiên bọn họ muốn thắng, nhưng nếu lấy hy sinh của Ngụy quân để trả giá, tất cả bọn họ không muốn như thế. Dù sao, đó cũng là Ngụy quân, không có cách nào khác. Ngụy đại nhân đã phát tọa độ cho chúng ta. Chúng ta dùng hỏa lực anh tạc, phục kích, không được để cá lọt lưới. Lúc trước mọi sự chúng ta đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu gió đông. Hiện tại, Ngụy đại nhân mang tính mạng mình trở thành gió đông. Cơ Soái nhắm hai mắt lại, thống khổ lên tiếng. Ngụy đại nhân, lần khó mà sống được, trừ phi. Cơ Soái vừa nói đến đây, một hán tử da ngăm đen bỗng nhiên giật mình, biểu tình thay đổi. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Cơ Soái, tin tức tốt. Cơ Soái đột nhiên mở mắt, Lão Vương, thành công rồi. Thanh âm của Cơ Soái có chút run run. Vương đại tướng quân cười to, cười đến chảy cả nước mắt, vừa tạo ra một cái. Cơ Soái, Ngụy đại nhân được cứu rồi, tốt. Hốc mắt Cơ Soái nháy mắt đỏ hồng, chuyện này, lãng phiền một chút. Cơ Lăng Sương mở miệng hỏi, có thể nói cho chúng ta biết đến cùng là thành công chuyện gì không? Vương đại tướng quân tâm tình tốt, đọc lên một câu nói, muốn biết chuyện về sau như thế nào, mời lần tới đến nghe phân giải. Cơ Lăng Sương, lúc trước có một tác giả viết sách như thế, bị ta đánh nằm trên giường mấy ngày, vẫn chưa dậy được. Cơ Lăng Sương nói ra tiếng lòng của rất nhiều người, tất trương cái chó gì, đáng ghét nhất, phàm là trong tay có một cây đao, thì bọn họ cũng không dám đâm, khụ khụ. Dù sao người thừa nước đục thả câu chính là Vương lão tướng quân.
một trong vài vị đại tướng quân của Đại Càn. Hiện tại quân đội cũng chỉ có Cơ Soái và Tô Lang gia có thể áp Vương lão tướng quân. Cơ Lăng Xương cũng có quan hệ rất tốt cùng Vương lão tướng quân, mới dám cái gì cũng nói. Đổi thành ai khác, nàng cũng không dám nói lời này. Lão tướng quân, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nghe nói đi. Đến cuối cùng là thành công cái gì? Những người khác cũng có chút sốt ruột. Cơ Soái và Vương lão tướng quân đang giả bí hiểm. Bọn họ cũng không phải con giun trong bụng Vương lão tướng quân, vẫn chưa nghe hiểu được Vương lão tướng quân đang nói cái gì. Vương lão tướng quân cũng không dám trêu nhiều người tức giận. Tốn gần 10 năm nghiên cứu, dương cao lực lượng đất nước, thời điểm quân phí khó khăn nhất cũng không dám giảm bớt ở phương diện này. Rốt cuộc, chúng ta đã thành công rồi, Ngụy đại nhân được cứu rồi. Cơ Lăng Xương, lão tướng quân, ngươi vẫn chưa nói đến cuối cùng là thành công cái gì, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Các vị, Đông Phong kế hoạch thành công rồi. Chưa 1304, Tuyết Thân Vương, 2. Những người ở đây đầu tiên là lặng lẽ một lát, theo sau là vài đại tướng quân, trong mắt lộ ra vui mừng như điên. Đương nhiên, có cả nhiều người vẫn là vẻ mặt ngơ ngác. Bọn họ như chưa không biết Vương lão tướng quân đang nói cái gì. Đông Phong kế hoạch là kế hoạch tuyệt mật nhất của quân đội Đại Càn. Đừng nói đại bộ phận người ở đây đều không biết, ngay cả Càn Đế cũng không biết việc này. Bởi vì nhóm người biết chuyện sợ sau khi Càn Đế biết chuyện, sẽ dùng sức lớn kéo chân sau Đông Phong kế hoạch. Cho nên bọn họ không hẹn mà cùng quyết định giữ bí mật với Càn Đế. Sau đó, Càn Đế cũng thật sự không phát hiện ra. Làm hoàng đế có thể làm đến phân thượng này, cũng không phải người bình thường. Cái kia, ai có thể nói cho ta biết, Đông Phong kế hoạch là gì không? Lâm tướng quân chủ động nhấc tay hỏi, nàng lần đầu tiên nghe nói đến kế hoạch này. Không chỉ có nàng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói đến. Cơ Soái giải thích nghi vấn của Lâm tướng quân, Đông Phong kế hoạch ban đầu là kế hoạch do Tiên Đế đề ra. Tục ngữ nói đúng, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Tiên Đế hy vọng Đại Càn chúng ta có một loại vũ khí, có thể ở bất cứ thời điểm nào đều có thể làm gió đông xuất hiện, giải quyết tất cả vấn đề. Đây là kế hoạch tuyệt mật, được Tiên Đế gọi là Đông Phong kế hoạch. Mà người phụ trách đầu tiên của Đông Phong kế hoạch là Tiền Thái Tử. Cơ Soái nói tới đây, sắc mặt rất nhiều người đều trịnh trọng hẳn lên. Nếu Càn Đế đề ra Đông Phong kế hoạch, vậy bọn họ nhắm chừng cũng không xem là chuyện gì. Nhưng Đông Phong kế hoạch được Tiên Đế đề ra, người đảm nhận đầu tiên lại là Tiền Thái Tử. Bọn họ không thể không thận trọng mong đợi. Dù sao Tiên Đế và Tiền Thái Tử đều là người rất có năng lực. Tiền Thái Tử chết rồi thì sao? Sau khi Tiền Thái Tử chết, Đông Phong kế hoạch được Vương lão tướng quân trực tiếp phụ trách, hơn nữa là tuyệt mật. Ngoại trừ một ít đại tướng quân biết chuyện, ngay cả bệ hạ cũng không biết, Đúng vậy, lúc trước bệ hạ không biết, hiện tại bệ hạ vẫn không biết như trước. Một câu của Cơ Soái làm cho sắc mặt không ít người hiện ra biến hóa vi diệu. Như vậy em ra, hoàng thất không an tâm quân bộ, không an tâm Cơ Soái cũng có lý do. Cơ Soái coi thường hoàng quyền, căn bản không phải từ bây giờ mới bắt đầu. Ở rất nhiều năm trước, hắn đã không muốn cùng chơi với hoàng quyền rồi. Nhưng giai đoạn hiện tại cũng không phải là thời điểm suy xét chuyện này. Tiết tướng quân hỏi một câu, Đông Phong kế hoạch cụ thể là kế hoạch gì? Nghiên cứu phát triển siêu cấp vũ khí sao? Đúng vậy, Vương lão tướng quân cho câu trả lời khẳng định, chính là nghiên cứu phát triển siêu cấp vũ khí. Siêu cấp vũ khí có thể giải quyết dứt khoát, uy hiếp toàn bộ các thế lực. Chỉ có lực sát thương đủ lớn mới có thể làm cho đối phương duy trì hòa bình với Đại Càn. Nhưng mà Đại Càn chúng ta đã có thần khí rồi mà, Tiết tướng quân hỏi. Uy lực của thần khí này có lực sát thương hoàn toàn không nhỏ hơn so với cái gọi là vũ khí vượt thời đại của Tây Đại Lục. Chỉ cần phát huy hết uy lực của thần khí, Tiết tướng quân không cảm thấy bọn họ cần nghiên cứu siêu cấp vũ khí gì nữa. Một câu của Vương lão tướng quân làm cho Tiết tướng quân không còn gì chống đỡ. Thần khí Đại Càn là thuộc về hoàng thất, số vũ khí Đông Phong kế hoạch nghiên cứu ra mới chân chính thuộc về Đại Càn. Tiết tướng quân im lặng, hình như không tật xấu, nghiên cứu thành công rồi, cũng may tứ hoàng tử cung cấp cho chúng ta hộ giáp mới nhất, bằng không chỉ sợ không dễ dàng thành công như vậy. Vương lão tướng quân thở phào một cái, không dối gạt mọi người, ta thật ra đã muốn tuyệt vọng, không nghĩ tới sau khi tứ hoàng tử cung cấp một phần hộ giáp, tốc độ nghiên cứu của Đông Phong kế hoạch đột nhiên tăng mạnh, phải cảm tạ tứ hoàng tử. Nếu không có tứ hoàng tử, Ngụy đại nhân lần này chỉ sợ thật sự tai vạ khó tránh. Chờ một chút, Cơ Lăng Xương không hiểu logic trong câu nói này. Mặc dù Đông Phong kế hoạch thật sự nghiên cứu ra siêu cấp vũ khí, nhưng chúng ta đều biết lực sát thương của siêu cấp vũ khí rất lớn, không phải sẽ chỉ tạo thành thêm nguy hiểm cho Ngụy đại nhân sao? Những người khác nghe vậy cũng đều gật đầu, nhìn về phía Vương lão tướng quân.
Đây cũng là nghi vấn chung của cộng đồng bọn họ, bao gồm cả cơ soái, cũng tò mò về vấn đề này. Vương lão tướng quân giải đáp nghi vấn này của bọn họ. Các ngươi đều xem thường vũ khí của Đông Phong hệ liệt, cũng giam cầm tư duy của chính mình. Ai nói với các ngươi siêu cấp vũ khí nhất định phải có phạm vi phóng xạ rất lớn? Ai quy định lực sát thương rất lớn thì nhất định phải hại cùng cá trong chậu? Kẻ mạnh chân chính có thể đem công kích tụ thành một điểm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến người bên ngoài. Siêu cấp vũ khí cũng có thể như vậy. Không ít người nghe được Vương lão tướng quân nói, ánh mắt đều ngưng trọng, thanh âm cơ soái thậm chí có chút run rần. Lão Vương, ý của ngươi là có thể thu nhỏ lại phạm vi công kích? Đúng vậy, Đông Phong hệ liệt siêu cấp vũ khí, chúng ta có thể tăng lực, cũng có thể giảm lực. Đông Phong hệ liệt siêu cấp vũ khí chính là tập trung toàn bộ công kích trong một phạm vi, hơn nữa có thể không công kích thương tổn nhân sĩ vô tội bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 1305, Tuyệt Thần Vương 3. Đây cũng có thể làm được sao? Đương nhiên rất khó, nhưng chúng ta vừa tạo ra một cái, lại một lần nữa cảm tạ tứ hoàng tử. Vũ khí sát thương thông thường giống như thiên nguyên đại pháo vậy, một phát pháo bắn ra, đất rung núi chuyển, tạo thành hậu quả đều có quy mô quần thể. Bên dưới tổ chim lật, làm sao có trứng lành, cơ bản không có cá lọt lưới. Nhưng Đông Phong hệ liệt siêu cấp vũ khí vừa tăng cường lực sát thương, vừa có thể giảm phạm vi, không hề có ý đồ gia tăng sát thương quần thể. Hoặc là nói, vừa theo đuổi lực sát thương quần thể, cũng bắt đầu theo đuổi sát thương cá thể, giống như kẻ mạnh chân chính vậy. Bọn họ đương nhiên có thể đại khai vô song, quét ngang ngàn quân. Nhưng mà kẻ mạnh càng cao, còn có thể ngưng tụ toàn bộ uy lực vào một điểm, chỉ công kích trên người đối thủ của mình, mà không hề tiết uy lực ra ngoài làm ảnh hưởng đến những người khác. Đây là một loại cấp bậc rất cao, cần nắm chắc đối với lực lượng trong tay mới có thể làm được. Mà Đông Phong hệ liệt siêu cấp vũ khí chính là dựa vào điểm này mà cố gắng phát triển. Rất nhiều người sau khi nghe xong Vương lão tướng quân giới thiệu đều có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Còn có thể như vậy, thật sự có loại vũ khí này tồn tại, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Vương lão tướng quân nói, rất đơn giản, chờ Ngụy đại nhân ở Long Cung phát tín hiệu cho chúng ta, sau đó chúng ta tập trung mục tiêu, xác định địa điểm đả kích, xác định có thể không thương đến Ngụy đại nhân. Lần đầu thực nghiệm ta cũng không nắm chắc 10 phần, nhưng hẳn là sẽ không. Tại vấn đề này, những chuyên gia đó đều rất cẩn trọng, Ngụy quân cũng không có ở đây, nếu không khẳng định hắn muốn mắng người, đại ca đã đến mức nào rồi. Có thể phát triển ra hệ thống biết phân biệt địch ta, còn có thể giảng chút khoa học nào không? Đương nhiên, Vương lão tướng quân nói, phải cảm tạ tứ hoàng tử, mà cơ giáp của tứ hoàng tử là Đỗ Uy cho hắn. Đỗ Uy có được từ tay nữ thần trí tuệ, mà nữ thần trí tuệ sở dĩ có thứ này, cũng bởi vì Ngụy quân quá lợi hại. Cho nên bọn họ mở quải, cho nên sự tình đến đi đi, lại quay về nguyên điểm, hình như vẫn là nồi của chính Ngụy quân. Ngụy quân cũng không biết tình huống bên này của Đại Càn. Lúc này hắn đã ở Long Cung, hơn nữa sau khi trở lại Long Cung, Ngụy quân lập tức mở hội nghị mở rộng Long Cung, tuyên bố có người muốn ám sát mình. Lúc đó có một con rồng thần sắc không đúng, sau đó Ngụy quân không nói hai lời, trực tiếp trở tay trấn áp con rồng đó. Ở bên trong Long Cung, thực lực của lão Long Vương được gia tăng. Hơn nữa Ngụy quân ra tay rất quyết đoán, căn bản không cho con rồng đó có thời gian phản ứng. Chờ sau khi con rồng đó phản ứng lại thì đã bị Ngụy quân trấn áp rồi. Sau đó không đợi Ngụy quân mở miệng, con rồng này đã trực tiếp cầu xin tha thứ, tha mạng, Long Vương tha mạng. Tiểu Long cũng chỉ phụ mệnh làm việc. Ngụy quân trầm mặc, chiêu này của ngươi quá nhanh rồi, ta còn nghĩ phải tra án, thậm chí nhận vu oan giá họa nữa kìa. Ngươi phụ mệnh của ai làm? Ngụy quân hỏi. Tổng quản đại nhân. Phanh, đầu của con rồng này trực tiếp nổ tung trước mặt Ngụy quân, bị giết rồng diệt khẩu. Theo sau đó là bóng hình một người nam áo xám thần sắc lạnh nhạt, hơi chắp tay đứng trước người Ngụy quân, bày tỏ tôn kính đối với lão Long Vương. Trong đầu Ngụy quân cũng nhanh chóng hiện lên thân phận chân thật của người nam áo xám này. Long Cung tổng quản cơ bản cũng chính là lão đại số 2 của Long Cung, mấy năm nay cùng lão Long Vương vượt qua đại nạn. Lão Long Vương dần dần ủy quyền, người tiếp nhận quyền lực của Long Cung biến thành Long Cung tổng quản này. Trong cảm nhận lúc trước của mọi người, tổng quản luôn là tâm phúc của lão Long Vương. Lúc trước Ngụy quân cũng nghĩ như thế. Hiện tại thì Ngụy quân thản nhiên nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm ngươi rồi? Tổng quản đại nhân hơi cúi đầu rồi trầm giọng nói, Long Vương minh giám, quả thật là ta ra tay giết hắn, nhưng ta chỉ là không muốn để hắn chia rẽ Long Cung. Nhưng sao bổn vương thấy đây chính là giết rồng diệt khẩu? Ngụy quân cười lạnh nói,
Tầm quản chăm chú nhìn Ngụy Quân, vẻ mặt bình tĩnh tựa như cũng không lo lắng Ngụy Quân sẽ hoài nghi lòng trung thành của hắn. Long Vương, ngài hiểu ta, ta căn bản không muốn tiếp nhận vị trí Long Vương. Ngụy Quân im lặng, ta biết cái gì chứ? Nhưng xem bộ dáng lời thề son sắt của tổng quan, giống như lão Long Vương thật sự biết. Một khi đã như vậy, Ngụy Quân cũng không tiếp lời. Hắn còn muốn trì hoãn một ngày, hiện tại không thể bại lộ. Thấy lão Long Vương không bắt lấy việc này không tha, tổng quản tựa như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chủ động chắp tay nói, Long Vương, có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đúng vậy. Long Vương, ngài sao có thể chết rồi sống lại? Lúc trước ta tự mình kiểm tra, ngài thật sự đã không có khí tức sinh mệnh, những long tộc khác mồm năm miệng mười. Nhưng thật ra không ai hoài nghi lão Long Vương là giả mạo. Long khí bài xích, kẻ ngoài. Thiên tử nhân tộc còn có thể dùng long khí từ ta, cam đoan bản thân, chính là mèo hồng chân chính. Long tộc càng thêm không cần sợ thứ này. Thủ đoạn của thánh nhân vượt xa tưởng tượng của long tộc. Kiến thức hạn chế tri thức của bọn họ, cho nên trong đầu bọn họ hoàn toàn không có khả năng lão Long Vương thành chim, bị chiếm tổ. Chương 1306, Tuyết Thân Vương, 4. Hiện tại những long tộc này chỉ tò mò, lão Long Vương sao có thể đột nhiên sống lại? Ngụy Quân đương nhiên cũng mở miệng nói bừa, bổn vương căn bản không chết, nhưng mà khi nãy ngài quả thật không có khí tức sinh mệnh, Phật giả chết, không như vậy thì sao có thể lừa gạt đám hắc thủ phía sau màn? Long Vương, đến cùng là ai muốn giết ngài? Chúng ta nhất định báo thủ cho ngài. Lão Long Vương vẫn có một đám thủ hạ trung thành ở trong Long Cung. Sát khí trên người bọn họ lúc này không phải làm bộ, mà Ngụy Quân quét mắt nhìn một đám long tộc khác, có không ít long tộc xuất hiện khí huyết dao động trong cơ thể, ánh mắt cũng hiện lên né tránh. Như vậy, đáp án cũng thực rõ ràng, khẳng định không phải Đại Càn làm. Đại Càn một phương mười phần ngơ ngác đối với cái chết của lão Long Vương. Một khi đã như vậy, hung thủ hầu như có thể xác định chính là Tây Đại Lục. Chẳng qua quá trình thao tác cụ thể Ngụy Quân không thể hiểu hết. Ngụy Quân nhìn một vòng xung quanh, sau đó trầm giọng nói, ra tay khẳng định không phải Đại Càn. Điểm này Ngụy Quân không nói, nhóm rồng khác cũng đoán được. Nếu là Đại Càn động thủ, lão Long Vương cũng sẽ không bảo đình chiến như vừa rồi. Nhưng cụ thể hắc thủ phía sau màn này là ai thì còn cần điều tra. Tổng quản, ngươi làm công tác thống kê một chút, tụ tập toàn bộ rồng muốn hợp tác cùng Tây Đại Lục lại, ta có việc muốn hỏi bọn hắn. Tổng quản do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng khuyên, Long Vương, Tây Đại Lục hiện tại quân đội mạnh mẽ, lại có chân thần như hồ rình mồi, chúng ta không nên đắc tội. Bổn Vương rõ ràng, người yên tâm, Bổn Vương đã là con rồng sắp chết, sẽ không làm chuyện gì xúc động. Nghe được Ngụy Quân nói như vậy, tổng quản thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó dựa theo dặn dò của Ngụy Quân, bắt đầu triệu tập minh hữu của Tây Đại Lục ở Long Cung. Số lượng ít hơn so với Ngụy Quân dự đoán. Bởi vì rất nhiều long tộc lười tỏ thái độ, bọn họ dù sao cũng không làm được Long Vương, vậy long tộc thần Đại Càn hay là thần Tây Đại Lục, đối với bọn họ cũng không có gì khác nhau. Quan hệ có lợi ích mới dễ dàng lựa chọn lập trường. Sau khi tổng quản dẫn những người này đến, Ngụy Quân liền dẫn bọn họ ra khỏi Long Cung. Hắn cũng không muốn lát nữa lửa đạn Đại Càn bao trùm toàn bộ Long Cung, sau đó khiến cho tập thể Long Cung phản kích ngược lại, dẫn theo đàn rồng rời khỏi Long Cung. Ngụy Quân lặng lẽ phát tín hiệu cho bọn cơ soái. Sau đó, hắn ung dung phân phó cho đàn rồng tâm hướng về Tây Đại Lục, thậm chí chủ động ám chỉ mình nguyện ý hợp tác cùng Tây Đại Lục, kiên nhẫn cùng đợi lửa đạn Đại Càn giáng lâm, cùng mình tử vong. Tâm tình Ngụy Quân rất vui sướng, không vứt bỏ, không bỏ cuộc, bản thân không từ bỏ sơ tâm, rốt cuộc đến lúc này một lần nữa tìm được cơ hội được chết. Một khi hỏa lực Đại Càn bao trùm, bản thân và thân thể lão Long Vương sẽ cùng chết. Đến lúc đó, bài phát biểu thiên đế trở về thứ 398, rút cuộc cũng được phát huy công dụng. Nghĩ đến đây, Ngụy Quân kích động đến mức thân thể có chút run rợn. Đột nhiên trong lúc đó Ngụy Quân ngẩng đầu lên, trước mắt sáng ngời, đến đây, lửa đạn Đại Càn đến đây. Ngụy Quân cảm nhận được năng lượng thật lớn, thậm chí uy hiếp còn lớn hơn so với Thiên Nguyên Đại Pháo. Tốt lắm, Đại Càn lấy ra vũ khí bí mật. Quá tuyệt vời, loại lực lượng này, ngay cả bán thánh cũng có thể xé rách. Lần này bản thân khẳng định thập tử vô sinh, Ngụy Quân cười ha ha. Mở ra hai tay, nhanh đón tử vong. Sau đó, Ngụy Quân ngạc nhiên phát hiện, siêu cấp vũ khí này của Đại Càn giống như có mọc mắt, tinh chuẩn tránh được mình, chỉ dừng trên người long tộc. Không sao, Ngụy Quân tự an ủi mình, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát nổ. Nhưng mà rất nhanh, Ngụy Quân phát hiện vận mệnh mình rất thấp, không phải nói nổ mạnh sao,
Không phải nói dưới tổ lật không có chứng lành sao? Không phải nói bản thân thập tử vô sinh sao? Ngụy Quân vẫn như cũ mở ra hai tay, nghênh đón tử vong. Đại Càn cũng liên tục lấy ra vũ khí, nhưng không có một vũ khí nào dừng trên người Ngụy Quân. Giờ khắc này, Long tộc tuyệt vọng, Ngụy Quân so với bọn họ còn tuyệt vọng hơn. Lão tử sống thành bộ dáng thiếp thân vương rồi, là ai? Là ai đâm sau lưng bản thiên đế? Hắn hận, đã xảy ra chuyện gì? Là ai? Đến cùng là ai hại ta? Đây là Long tộc díp gào, cũng là trong lòng Ngụy Quân đang díp gào. Hắn không hiểu vì cái gì chuyện này không khoa học. Đã nói là nghệ thuật nổ mạnh đâu, Tây Đại Lục cũng nắm trong tay nghệ thuật nổ mạnh. Đại Càn, đây là trực tiếp xác định địa điểm đả kích sao? Tiến hóa cũng không khỏi quá nhanh rồi. Là ngươi, Long Vương, ngươi phản bội chúng ta. Nhiễm Long tộc bị xác định công kích rất nhanh phát hiện lão Long Vương bị Ngụy Quân khống chế không thích hợp. Cục diện hiện lại là như thế này, công kích của Đại Càn, một phương từ trên trời giáng xuống. Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, những Long tộc này không có gì ngăn cản, tổn thất thảm trọng. Trên thực tế bởi vì loại vũ khí này lần đầu tiên xuất hiện, bọn họ cũng không biết ngăn cản như thế nào. Giải thích, Tuyết Thân Vương là con trai thứ 17 của Khanh Hy. Sau khi ung chính lên ngôi không những không bị giết hoặc biếm như những vị hoàng tử khác, mà còn được trọng dụng và trở thành một trong những người phụ chính sau khi ung chính chết. Hết giải thích, các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân Tử Thấy, Chết Không Sờn tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chuyện đọc việt.top, chương 1307, thiên hạ cho ta sao ta thêm vậy, một mà lão Long Vương ở trong công kích đầy trời lại lông tóc không tổn hại, giống như toàn bộ công kích đều cố ý bỏ qua hắn. Loại tình huống này, cho dù Ngụy Quân là đại sư tẩy trắng, đời trước từng giúp rất nhiều ngôi sao tẩy trắng, hiện tại hắn cũng cảm thấy tẩy không nổi. Quả thật có chút thiết chứng như núi, đại hội tẩy trắng sợ là cũng bất lực. Nhưng trong lòng Ngụy Quân hiện tại sụp đổ, chuyện này không hợp lý. Đều đừng nóng vội, Ngụy Quân ti thực đau lòng nhìn bài phát biểu thiên đế, trở về thứ 398 một lần nữa, trở thành phế thải. Nhưng giờ khắc này, Ngụy Quân vẫn bảo trì chức nghiệp tinh thần, là một ngành phải yêu một ngành, hiện tại trên danh nghĩa hắn là thái sử công của Đại Càn, cho nên hắn sẽ vì Đại Càn phục vụ. Vì thế, bổn vương cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, là Tây Đại Lục đột nhiên ra tay, bổn vương cũng thấy rất kỳ quái, Tây Đại Lục sẽ không ra tay với chúng ta. Tây Đại Lục là minh hữu của chúng ta, Tây Đại Lục là minh hữu của chúng ta. Long Vương, ngươi không cần ăn nói bừa bãi, Ngụy Quân buông tay. Các ngươi cảm thấy Đại Càn có loại năng lực này sao? Không con rồng nào trả lời. Trên thực tế, nếu xem ở mặt ngoài, Đại Càn đúng thật không có năng lực này. Đừng nói Long tộc nghĩ như vậy, lúc trước Ngụy Quân cũng nghĩ như vậy, bằng không Ngụy Quân sẽ không cho rằng bản thân chết chắc rồi. Hắn và Càn Đế giống nhau, đều hoàn toàn không biết gì về Đông Phong kế hoạch. Trên thực tế Ngụy Quân may mắn không biết gì. Nếu hắn biết Đông Phong kế hoạch có thể có được tiến triển đột phá là vì tứ hoàng tử dâng ra vũ khí, hắn sẽ càng tức. Bởi vì lúc trước chính hắn khuyên tứ hoàng tử giao cơ giáp ra. Đây là điển hình của việc người tốt báo đáp tốt. Giải thích này của Ngụy Quân thuyết phục được những Long tộc khác, làm bọn hắn phẫn nộ rồi. Đáng chết, Tây Đại Lục vì sao đột nhiên ra tay với chúng ta? Bọn họ điên rồi sao? Giết rồng diệt khẩu, ta không hiểu. Đừng nói bọn họ không hiểu, Ngụy Quân cũng không hiểu. Những giờ khắc này, Ngụy Quân cũng lười ép buộc đám gia hỏa này. Hắn đã ý thức được vũ khí này thật sự tránh mình. Mình ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, không có khả năng chôn cùng đám rồng này. Một khi đã như vậy, vẫn nên trở về thôi, trở về hỏi một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Ngụy Quân trực tiếp thoát ly thần hồn ra khỏi thân thể của lão Long Vương, trở về thân thể của chính mình. Sau đó đàn rồng này nhìn thấy thân thể lão Long Vương trong nháy mắt mềm xuống, ngã xuống trên mặt biển. Long Vương, Long Vương, Long Vương cũng bị bọn họ hại chết. Tây Đại Lục, ta và các ngươi không đội trời chung. Long Vương, người chết thật thảm. Đám rồng này thật sự nghĩ lần công kích này là do Tây Đại Lục khởi xướng. Nhưng chuyện này cũng không quá quan trọng. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp này. Hơn nữa sau đó Đại Càn còn chính thức công kích. Ngụy Quân vu oan cho Tây Đại Lục chỉ là chức nghiệp tinh thần của hắn. Có táo hay không, đánh trước một gậy rồi tính sao? Vạn nhất hữu dụng thì sao? Dù sao chỉ là chuyện thuận tay, Ngụy Quân thực nhanh trở về thân thể nguyên bản của mình. Một tiếng, Ngụy Quân từ từ tỉnh lại, sau đó phát hiện có chút thơm. Giật giật cái mũi, Ngụy Quân theo bản năng mở miệng nói, mùi này, sao lại có chút giống mùi sữa? Sắc mặt Cơ Lăng Xương đỏ thẫm, một tay đẩy Ngụy Quân ra. Ngụy đại nhân, ngươi nói cái gì vậy? Ngụy Quân trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần. Hắn nhìn trạng thái của mình,
lại nhìn bộ dáng Cơ Lăng Xương, sắc mặt vi diệu hẳn lên. Cơ tướng quân, ngươi vừa rồi không phải là muốn vụng trộm chiếm tiện nghi của ta chứ? Cơ Lăng Xương nổi giận, Ngụy đại nhân, ta là loại người đó sao? Ngươi không phải sao? Ngụy quân thực bình tĩnh, có ý đồ háo sắc như ngươi ta đã thấy nhiều rồi, lời này của Ngụy quân là thật. Thừa dịp hắn ngủ, nữ nhân muốn vụng trộm hôn hắn, vô luận là đời trước hay là đời này đều nhiều không đếm được. Nếu lớn lên anh tuấn là một sai lầm, vậy Ngụy quân nên bị phán tù trung thân. Luôn dễ dàng hấp dẫn người khác phái đi trên con đường phạm tội. Thấy chiêu giả bộ tức giận vô dụng đối với Ngụy quân, Cơ Lăng Xương cắn chặt răng, đúng tình hợp lý nói, ai muốn vụng trộm chiếm tiện nghi của người, ta là quang minh chính đại muốn chiếm tiện nghi. Ngụy quân, Ngụy quân, Cơ cô nương khí phách, những người như vậy là trái pháp luật. Cơ Lăng Xương phản bác nói, đại càn có thời điểm nam nhân đùa giỡn nữ nhân là phạm pháp, nhưng nữ nhân chiếm tiện nghi nam nhân không trái pháp luật. Ngụy quân trầm mặc, khí đố lãnh, đại càn còn có thể tốt hay không? Thời điểm nên bảo vệ mình không bảo vệ, không nên bảo vệ thời điểm lại bảo vệ. Ngụy quân tuyệt vọng đối với pháp luật tinh thần của đại càn, hắn trực tiếp nói đến chính sự. Đại càn phát động công kích với Long Cung, đúng vậy, chuyện này còn phải cảm ơn người. Nếu người không phát tín hiệu đúng lúc, chúng ta cũng không tập trung được nhiều dòng như vậy. Cơ Lăng Xương nói, tại sao ta lại không có việc gì, quên đi, ngươi dẫn ta đi gặp cơ soái. Cấp bậc của Cơ Lăng Xương rất thấp, chưa chắc biết được toàn bộ chân tướng, hắn vẫn nên đến hỏi cơ trưởng không tương đối đáng tin hơn. Ngụy quân rất nhanh đã gặp được cơ trưởng không, sau đó từ chỗ cơ trưởng không biết được trần tướng sự việc. Ngụy quân như bị sét đánh, hắn nhìn Vương lão tướng quân, lão lệ tung hoành, chương 1308, thiên hạ cho ta sao ta xem vậy. Hai, lão tướng quân, kỹ thuật của đại càn chúng ta tiến bộ quá nhanh, chuyện này không hợp lý. Đại càn rõ ràng chính là một đế quốc phong kiến, cho dù bắt đầu tiếp thu khoa học kỹ thuật cũng không thể nhanh như vậy. Điểm này không khoa học, phàm là bình thường một chút, hắn hiện tại đã sớm chết rồi. Vương lão tướng quân cầm tay Ngụy quân, kích động nói, Ngụy đại nhận, tất cả chuyện này phải cảm tạ ngươi, cảm tạ ta. Ngụy quân mê mang, các ngươi có siêu cấp vũ khí thì có quan hệ gì với ta? Ta một mao tiền cũng chưa trợ giúp các ngươi, mơ tưởng ụp nồi đen lên đầu bản thiên đế sao? Vương lão tướng quân giải thích với Ngụy quân, vốn kỹ thuật của chúng ta không tiến bộ nhanh như vậy, thậm chí đã lâm vào đình trệ. Ngụy quân gật gật gầu, đây mới hợp lý chứ, nếu đời kỹ thuật dễ dàng đột phá như vậy, trí thức cũng quá rẻ rồi. Nguyên nhân vì hàng rào kỹ thuật chắn nơi đó, cho nên rất nhiều khó khăn mới không thể trèo qua. Nhưng Vương lão tướng quân hạ xuống một câu, làm cho tâm Ngụy quân bắt đầu ẩn ẩn đau. Sau đó, tứ hoàng tử đưa vũ khí tới, chúng ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu bản chất. Lúc này mới có thể tăng mạnh kỹ thuật, rất nhiều khó khăn cũng nhờ đó mà được giải quyết dễ dàng. Thanh âm Ngụy quân bắt đầu run run, tứ hoàng tử, bạn học tri kỷ không phải muốn giết ta sao, hắn sao lại đâm sau lưng bản thiên đế. Vương lão tướng quân gật đầu nói, đúng vậy, chính là tứ hoàng tử. Nghe cơ soái nói, tứ hoàng tử sở dĩ nguyên ý dâng ra vũ khí của hắn, đều là vì đại khí của Ngụy đại nhân ngươi. Ngụy quân bưng kín ngực mình, hắn muốn đứng dậy, đúng là có chuyện đó. Lúc ấy tứ hoàng tử lấy ra một vũ khí vượt thời đại, đánh thắng cuộc thi thiên kiêu, bản lãnh kinh sợ tứ tỏa. Lúc ấy Ngụy quân cũng bị chấn kinh, bởi vì tứ hoàng tử lúc ấy xuất ra vũ khí thật sự không nên xuất hiện ở thế giới này, cho nên sau này Ngụy quân cũng khuyên tứ hoàng tử dâng vũ khí này ra để quân đội đại càn nghiên cứu, giúp quân đội đại càn đột phá kỹ thuật. Vì thuyết phục tứ hoàng tử, Ngụy quân còn chủ động tỏ vẻ đề cao địa vị của tứ hoàng tử. Lúc ấy cơ soái có hỏi hắn, vạn nhất tứ hoàng tử làm chuyện bất lợi với hắn thì sao bây giờ? Nếu để cơ soái chọn thì để Ngụy quân an toàn, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt vũ khí của tứ hoàng tử. Nhưng mà Ngụy quân thuyết phục cơ soái, nói không quan hệ, tất cả vì đại càn, chỉ cần tứ hoàng tử nguyện ý dâng vũ khí ra, những thứ khác đều không quan trọng. Cơ soái cảm động, tứ hoàng tử cũng cảm động, vì thế quân đội đại càn liền chiếm được vũ khí vượt thời đại của tứ hoàng tử. Lúc trước Ngụy quân chỉ muốn đề cao địa vị của bạn học tri kỷ, để thuận tiện bạn học tri kỷ trả thù mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới trả thù thế mà chí mạng như thế, thật sự ở thời điểm mấu chốt nhất đâm hắn một đao. Ngụy quân hận. Mà lúc này, Vương lão tướng quân cũng mười phần cảm khái. Chuyện này đại khái chính là người tốt có báo tốt. Ngụy đại nhân, người trình trùng để nợ nước, ngay cả lão thiên gia cũng ủng hộ ngươi. Ngụy quân, lão tướng quân, ngươi đừng nói nữa. Ta muốn yên tĩnh, giết người diệt tâm, thật sự quá đáng rồi. Ngụy quân rất thất vọng, bản thiên đế chỉ là muốn chết mà thôi, sao lại khó như vậy?
yêu cầu muốn yên tĩnh của Ngụy Quân, bọn cơ soái rất sảng khoái đồng ý. Ngụy đại nhân, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngươi vì đại càn đã làm quá nhiều, cuộc chiến này có thể nắm được Long Cung, ngươi sẽ là người có công lớn nhất. Cơ soái đầu tiên là an ủi Ngụy Quân một câu, sau đó mở miệng nói với những người khác, các vị, đóng đô Long Cung, chính là lúc này, động thủ đi, Tử Long, ngươi làm tiên phong, Mạc tướng tuân lệnh. Thời điểm Ngụy Quân đi Long Cung, Triệu Vân hiển nhiên đã tới nơi này, nàng một thân quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang lĩnh mệnh, sau đó lập tức đi kiểm kê binh mã của mình. Cơ soái tiếp tục ra từng mệnh lệnh đâu vào đấy. Hiện tại bọn họ đã lấy được tiên cơ, đương nhiên phải thừa thắng xông lên, hoàn toàn đóng đôi chiến cuộc Long Cung. Định trụ ổn định hậu phương lớn như Long Cung, một khắc đồng hồ sau, mọi người hầu như đều rời khỏi phòng. Cuộc tổng tiến công Long Cung cũng hoàn toàn khởi xướng. Ngụy Quân không có tham dự tổng tiến công, hắn không nghĩ rằng trận chiến này còn có thể bị trì hoãn. Thực lực Long Cung đương nhiên không kém, nhưng mà ở phương diện đánh trận, rõ ràng vẫn là nhóm cơ soái bọn họ khẳng định càng thêm chuyên nghiệp. Huống chi đại càn một phương đã có ưu thế rõ ràng như vậy, chuyện này nếu còn không được mới là chân chính không hợp lý. Sự thật chứng minh, chỉ cần chuyện không liên quan đến Ngụy Quân, vậy tất cả tiến trình đều hợp lý. Ba canh giờ sau, Ngụy Quân đã thu được tin tức, chiến cục Long Cung đã định, vẫn chưa hoàn toàn nắm được Long Cung. Dù sao Long Cung vẫn rất mạnh, quân đội đại càn muốn nắm được Long Cung, bản thân khẳng định cũng tổn thất thảm trọng. Cho nên trận này của cơ soái không ôm tâm tư khai chiến toàn diện, hắn để Triệu Vân đi trước làm tiên phong, bản thân lại truyền tin tức cho một mạch của Tử Long công chúa. Đại càn đang thanh quân chắc, đây là một thuật ngữ chính trị trong văn hóa Hán cổ, thanh trừng các quan đại thần phản loạn xung quanh quân vương. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân tử thấy chết không sờn tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt chấm tốt chương 1309, chuột tìm mèo làm phù dâu một. Vì thế cơ soái còn muốn làm một mắt rồng căn bản không thể gạt được, lại thao tác một bậc thang cho rất nhiều long tộc leo xuống. Cơ soái đưa ra bức huyết thư của lão Long Vương, nội dung bên trên rõ ràng viết rằng Tây Đại Lục muốn mưu hại hắn. Long Cung bản y đái chiếu, Ngụy Quân tuy không tham chiến, nhưng có binh truyền tin truyền lại tình hình chiến đấu cho hắn. Thời điểm Ngụy Quân nghe đến đó, thiếu chút nữa lại trực tiếp phun ra, cơ soái thật sự biết chơi. Tiết tướng quân cười gật đầu nói, tuy toàn bộ rồng đều biết huyết thư này là giả, nhưng không quan trọng. Dưới tình huống quân đội đại càn tiếp cận, mặc dù toàn bộ rồng đều biết huyết thư là giả, vẫn như trước có nhiều long tộc nguyện ý nói nó là thật. Nếu không có quân đội đại càn tiếp cận, vậy cho dù huyết thư là thật, Long Cung cũng sẽ nói là giả. Chân tướng thật ra cũng không đặc biệt quan trọng. Quan trọng là đại càn hiện tại có thực lực so đào cùng Long Cung, cho nên một ít rồng của Long Cung nguyện ý lui một bước. Ngụy Quân gật gật đầu, nhìn về phía Tiết tướng quân, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Tiết tướng quân rút về từ tiền tuyến là vì nàng bị thương, bụng bị xỏ xuyên qua, lực lượng chống cự của Long tộc vẫn rất mạnh. Muốn tấn công Long Cung, bản thân không chịu chút tổn thất nào là chuyện căn bản không có khả năng. Tiết tướng quân tùy ý nói, không có việc gì, thương nhỏ mà thôi, dưỡng nửa tháng là tốt rồi. Ngụy đại nhân, ngươi không đi Long Cung xem diễn sao? Ta nhắm chừng hiện tại Long Cung hẳn là đã diễn đến cao trào. Cơ soái sẽ không khai chiến toàn diện, chỉ đối địch với rồng đả kích đại càn chúng ta. Sau đó cùng một mạch Tử Long công chúa hợp tác, dựa theo kế hoạch đẩy mạnh mà nói, y đái chiếu chấm dứt. Vậy kịch tình tiếp theo hẳn là nội ứng ngoại hợp, mưu triều soán vị. Ngụy Quân trừng mắt nhìn, quả thật đến đây dậy lên hứng thú. Wow. Tiết tướng quân, ta thật muốn đi Long Cung xem kết cục vở tuồng này, không bồi rồi, đi đi. Để Tần Nhi nhân trở về bồi ta ngủ, ta nhớ nàng rồi. Ngụy Quân lảo đảo một cái, đối với cặp bách hợp này càng ngày càng không kiêng nể gì. Ngụy Quân đuổi tới Long Cung vừa kịp thời cơ, vừa lúc đến đoạn kịch tính cao trào. Lúc này quân đội đại càn đã đánh vào Long Cung, đương nhiên Long Cung còn chưa bị luân hãm. Long Cung có phòng ngự rất mạnh, long tộc lại tác chiến tại bản thổ, tuy đại càn có chuẩn bị mà đến, nhưng muốn nắm được Long Cung cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cũng may Long Cung cũng không phải toàn bộ đều mười phần đối địch với đại càn, nhất là một mạch của Tử Long công chúa. Tử Long công chúa và Triệu Vân ký kết khế ước linh hồ, bọn họ có quan hệ đồng sinh cộng tử, cho nên một mạch này khẳng định không muốn đối địch cùng Triệu Vân, từ đó cũng sẽ không đối địch với đại càn. Ở trong chiến dịch lần này, bọn họ lựa chọn sống chết mặc bay, thậm chí mơ hồ ủng hộ đại càn, giúp đại càn bấm trụ một ít long tộc muốn tham chiến. Điểm này bạn cơ soái xem ở trong mắt, vì thế, thời điểm long tộc muốn đàm phán, cơ soái đồng ý hòa đàm,
nhưng cậu soái tỏ vẻ chỉ cùng một mạch của Tử Long công chúa Hỏa Đàm. Long cung không có ý kiến. Bọn họ trong chiến cuộc rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa tâm Long cung không tề cùng một chỗ. Hiện tại không thích hợp khai chiến. Chỉ cần có thể ngưng chiến, phái ai đi cũng đều giống nhau. Cho nên Tử Long công chúa bị đẩy ra. Lại sau đó, cơ soái trực tiếp đưa Long bào. Chỉ có Long vương mới cưới Long công chúa. Tử Long công chúa phát ngốc. Cơ soái, người đây là... Cơ soái chân thành nói, đại càn cơ trường không, dẫn quân đội đại càn, có lễ với Long cung, có lễ với Long cung, có lễ với Long cung, cho mắt Tử Long công chúa lóe lên đi, hoặc nho nhỏ, nhưng ta không phải Long vương, đại càn chúng ta chỉ nhận thức ngươi là Long vương. Cơ soái chém đình chặt sắt nói, Tử Long công chúa phát ngốc, nàng thiếu chút nữa khóc thành tiếng, cơ soái, ta chỉ là một nha đầu nghịch ngợm, ta chỉ muốn ăn uống chơi bời, ta không muốn làm Long vương. Cơ soái một tay cầm tay Tử Long công chúa, chân thành nói, không, ngươi muốn làm Long vương. Tử Long công chúa, ta không muốn, ta thật sự không muốn, ta thật sự không muốn. Cơ soái, ngươi thật sự muốn, hơn nữa ngươi ba ba, mụ mụ, thúc thúc, ai gì, ra ra, ba nội cũng đều muốn ngươi làm Long vương. Toàn bộ quân đội đại càn chúng ta đều ủng hộ ngươi làm Long vương. Tử Long công chúa trầm mặc, nàng nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía ba ba, mụ mụ, thúc thúc, a di, ra ra, bà nội. Quả nhiên, trong ánh mắt bọn họ đều lóe ra ánh sáng khác thường. Lúc này, Triệu Vân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, quân đội đại càn sẽ toàn lực ủng hộ một mạch chúng ta cầm quyền Long cung. Miệng ai phản đối một mạch chúng ta, quân đội đại càn đều nguyện ý hỗ trợ san bằng. Một con rồng già màu tím nói thẳng, tốt, Tử Nhi, thịnh tình không thể chối từ, ngươi cứ làm Long vương đi. Ra ra, tai ra ra của Tử Long công chúa cười nói, Tử Nhi, ngươi đã quên, trước kia còn hay nói với Gia Gia là muốn làm Long Vương. Tuy đó chỉ là lời nói đùa khi còn nhỏ, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn làm Gia Gia của Long Vương nha. Ai mà không muốn nỗ lực phấn đấu? Gia Gia của Long Vương là con rồng già bình thường, địa vị ở Long Vương có thể giống nhau sao? Tài nguyên hưởng thụ có thể giống nhau sao? Chương 1310, chuột tìm mèo làm phù dâu. 2. Tử Long công chúa cạn lời. Nàng còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, bàn Long cung ta vừa ăn một lần, thiên hạ sao cho ta thêm vậy. Tử Long công chúa thật sự rất phiền muộn, tuổi của nàng trong Long tộc căn bản không lớn. Đổi xuống dưới mà tính, ở bên trong nhân tộc, chính là một tiểu cô nương. Đang tuổi yêu nhất là ăn kẹo que, xưng vương xưng bá. Thật vẫn chưa đến lúc, Tử Long công chúa hiện tại chỉ muốn ăn ngon mà thôi, đáng tiếc. Cơ soái Trần Thành nói, tổ chức đã nghiên cứu đưa ra quyết định rồi. Vị trí Long vương không phải là ngươi không được, Tử Long công chúa, thật sự không thể thương lượng thêm một chút, không thương lượng, phục tùng mệnh lệnh của tổ chức đi. Nàng và Triệu Vân có khế ước linh hồn, nói là nửa con rồng đại càn một chút cũng không khoa trương. Hơn nữa thời điểm chiến trang vệ quốc, Tử Long công chúa cũng không ít lần kể vai chiến đấu cùng các đại tướng quân của đại càn. Quả thật rất quen thuộc lẫn nhau. Nhóm đại tướng quân, bao gồm cơ soái đều thực thích Tử Long công chúa. Cho nên lời nói ra mười phần tự tại. Cơ soái thậm chí giống như lừa gạt tiểu cô nương mà lừa gạt Tử Long công chúa. Lên làm Long vương có thể ăn càng nhiều đồ ngon. Tử Long công chúa khinh bỉ nhìn về phía cơ soái, trào phúng nói, cơ soái ngươi cho rằng ta là tiểu cô nương sao? Quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ta cũng không phải tiểu hài từ 7 tuổi. Loại đạo lý này ta vẫn rõ ràng. Cho nên nàng mới lười làm cái chức Long vương lao dịch này. Cơ soái trầm mặc. Hắn thật đúng là xem Tử Long công chúa như tiểu cô nương 7 tuổi. Dù sao so sánh tuổi giữa Long tộc và nhân tộc mà nói, tuổi hiện tại của Tử Long công chúa quả thật chính là 7-8 tuổi. Chẳng qua là Tử Long công chúa trưởng thành tương đối sớm, ý thức được đại càn bên này đã quyết tâm muốn nàng làm Long vương. Mà ba ba, mụ mụ, thúc thúc, a di, ra ra, ba nội cũng một cái so với một cái hưng phấn. Tử Long công chúa rõ ràng mình đã hoàn toàn lên thuyền giặc. Nàng hiện tại chỉ có thể tuyệt vọng nhận mệnh. Tình cảnh này, ta không khỏi tưởng niệm hai câu thơ. Ngụy Quân ho nhẹ một tiếng, ngăn trở Tử Long công chúa. Không, ngươi không nghĩ. Tử Long công chúa cơm nín, muốn khóc, đã nói là Long vương đâu. Ngay cả quyền đọc thơ cũng không có. Tử Long, ngươi muốn đọc thơ gì? Gia gia của nàng cười tủm tỉm hỏi. Tử Long công chúa tủi thân và uất ức nhìn thoáng qua Ngụy Quân, tội nghiệp nói, chính là hai câu thơ Ngụy đại nhân viết, nhưng mà Ngụy đại nhân không cho ta đọc. Ngụy Quân nhẹ thở dài một hơi, không phải là không cho ngươi đọc, là do hai câu thơ đó phạm húy phải kiêng kỵ. Có cái gì phạm húy phải kiêng kỵ? Hỏi rất hay, ta cũng không hiểu, nhưng chính là phạm húy phải kiêng kỵ. Tử Long công chúa trầm mặc. Được rồi, chúng ta nói chính sự,
Cơ soái vỗ vỗ tay, nhìn về phía gia gia của Tử Long công chúa, nói hẳn lên, tiền bối hẳn là đệ đệ của Lão Long Vương. Đúng vậy, Tử Long công chúa cũng không phải nữ nhi của Lão Long Vương. Long cung sắc phong công chúa và nhân tộc sắc phong công chúa là không giống nhau. Ở Long cung, muốn sắc phong công chúa, đầu tiên cần xem huyết mạch, tiếp đó là xem thực lực. Cũng không phải nói người có quan hệ huyết thống trong Long Vương là có thể tác oai tác quái ở Long cung, không tồn tại. Huyết mạch đủ, thực lực cũng phải đủ mới được, bằng không cũng có con rồng nào phục ngươi. Huyết mạch của Tử Long công chúa cũng nằm trong một mạch của Lão Long Vương, nhưng nàng cùng Lão Long Vương không có quan hệ trực tiếp. Nhưng thực lực của Tử Long công chúa từ nhỏ, ngay trong đám rồng đồng trang lứa là số 1 số 2, sau nàng ký khế ước linh hồn với Triệu Vân, có thể mượn một phần thực lực của Triệu Vân. Từ đó về sau, đừng nói là mấy con rồng nhỏ cùng tuổi ở Long cung, mặc dù so với những con rồng trưởng thành nhiều tuổi hơn, phần lớn cũng không phải là đối thủ của nàng. Tuy duyên thương pháp của Triệu Vân, trên thế giới này chỉ có một người thi triển mới làm kẻ khác sợ hãi, đó chính là Triệu Vân. Nhưng ngoại trừ người ra, ở trên người một con rồng dùng cũng sẽ làm rồng sợ hãi. Bởi vì Tử Long công chúa và Triệu Vân đồng sinh cộng tử, cho nên khí vận trên người Triệu Vân cũng sẽ lây đến trên đầu Tử Long công chúa. Thuộc tính âu hoàng của Tử Long công chúa cũng đầy cây. Hôm nay vị trí Long Vương từ trên trời giáng xuống trên đầu Tử Long công chúa xem lại giống như một hồi chơi nháo, nhưng trên thực tế nguyên nhân sau lưng đáng giá suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn có logic. Ở trên người Âu Hoàng, tất cả may mắn phát sinh đều là chuyện có thể giải thích, nhưng cơ soái không bàn tiếp cùng Tử Long công chúa để Tử Long công chúa làm Long Vương là vì nàng đáng để tín nhiệm, nhưng mà để một mạch Tử Long công chúa đều đổ về hướng Đại Càn cần thái độ của ba ba, mụ mụ, thúc thúc, a di cùng gia gia, nãi nãi. Đại Càn đã bày ra thành ý, kế tiếp chính là cần bọn họ bày ra thành ý. Các vị, ta đại biểu Đại Càn trịnh trọng bày tỏ thái độ với Long cung. Long cung về Long cung, Đại Càn về Đại Càn, chúng ta sẽ không nhúng tay và chính vụ Long cung. Yêu cầu duy nhất chính là Long cung phải ủng hộ Đại Càn, từ bỏ kết minh cùng Tây Đại Lục. Gia gia của Tử Long công chúa có chút bất ngờ. Các bạn vừa nghe xong tập 131 của bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tàm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.